À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stock mình. À, thì hôm nay thì mình tranh thủ làm một cái clip riêng một chút vào cái phiên để đánh giá cái phiên sáng ha, phiên sáng ngày 21 tháng 8. Thì diễn biến của phiên sáng hôm nay mình nhìn thấy thị trường khá là tích cực. Cái cổ phiếu xanh nó cũng khá nhiều rồi, 239, và cổ phiếu giảm thì nó ít thôi. Ha, cái dòng tiền xanh nó vào cũng khá tốt, kết thúc phiên nó 2.500 tỷ rồi. À, tín hiệu cũng khá tốt. Như vậy thì buổi chiều nếu như không có gì thay đổi thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm 5.000 tỷ ha. Còn sáng nay thì nước ngoài bán ra hơi nhiều một chút so với mua vào, tuy nhiên là điểm của thị trường thì mình thấy rằng vẫn tương đối ổn ha. Thì cái phiên cuối tuần diễn biến như thế này là mình thấy khá là tốt so với nhiều phiên cuối tuần gần đây. Mình sẽ bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình review một chút các cái cổ phiếu nó có cái diễn biến nổi bật của phiên sáng ha, để chiều nay các bạn canh thử xem là có cái cổ phiếu nào đáng để chúng ta vào hay không. Thì cái này thì mình cũng làm để các bạn theo dõi luôn ha. Mình cũng hay làm giống cái kiểu này. Đầu tiên chúng ta cứ vào cái phần mềm file n cái file này, sau đó chúng ta vào cái mục cảnh báo và khuyến cáo này. Những cái cổ phiếu mạnh nó sẽ mạnh hay là nó có những cái diễn biến nổi bật gì đó thì nó sẽ hiển thị trên này phần lớn này ha. Đó, những cổ phiếu tăng bao nhiêu giảm bao nhiêu, những cổ phiếu này thì phần lớn nó sẽ là cổ phiếu mạnh ha. Còn cái khi mà các bạn mà sử dụng phần mềm này, khi mà mở cái website này trong phiên á, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ nhảy lên cái tín hiệu cảnh báo liên tục ở ở trên này à. Trước mắt là chúng ta sẽ coi thử xem là một vài cái cổ phiếu nào đó nó thực sự đáng chú ý. Hôm nay những cái cổ phiếu lạ lạ thì mình sẽ không review ha. À, còn một vài cái cổ phiếu mà cái diễn biến nó tốt thì mình sẽ ví dụ VP Bank ha. VP Bank hôm nay nó tăng 2 chấm mấy% này, chúng ta sẽ coi thử VP Bank ha. VP Bank cái cây như thế này thì cũng tương đối ổn ha. Kết thúc phiên sáng mà như thế này là mình thấy khá ổn rồi ha, khối lượng nó cũng lớn nè, rồi đây bắt đầu đẩy lên nè, cái khung giá nó đẩy lên 2.11 rồi thì cũng 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 khá ok. vừa rồi nó nền giá nó đi ngang cũng nhiều nhiều rồi đấy, cũng cũng gần 2-3 tuần với cái khoảng này, khoảng 2-3 tuần. Như vậy VP Bank tín hiệu này mình thấy rằng là tương đối ổn, nên chúng ta vào thì có thể vào sớm ở giai đoạn này cũng được, với cái tầm giá 21.8 như thế này mình thấy cũng 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 phù hợp. Tuy nhiên các bạn canh vào buổi chiều ha, canh rải cái mức giá là từ 28, từ 21.8 trở xuống thì mình có thấy có vẻ ok hơn. Cái tín hiệu mua chủ động hiện nay đang rất là tốt, là khoảng 2,3 triệu, trong khi bán chủ động có 1,5 triệu thôi. Tín hiệu kết thúc phiên sáng như thế này đối với VP Bank là khá ổn ha. À, thì mình sẽ nốt lại rồi nè để chiều nay các bạn theo theo dõi thêm một chút. Đây là cái cách mà mình làm, mình cũng hay làm ở trong phiên khi mà mình có tiền để mình mua cổ phiếu ha. Rồi mình review nhanh một xíu VP Bank xong rồi ha. VHC, VHC tăng khá mạnh nè ha. VHC cái mã này nó cũng cũng tăng khá mạnh rồi, chúng ta sẽ coi thử một chút VHC. Cái VHC khá ổn, cái cây khối lượng nó rất là lớn, riêng phiên sáng không là nó đã vượt gần gấp đôi so với cái trung bình 10 phiên rồi. Cây giá nó cũng tốt này, break rất là tốt, RSI tốt mà CD thấy là tín hiệu cũng ổn rồi đấy. Tuy nhiên cái điểm hơi hơi bất cập đối với cổ phiếu này là nước ngoài đang bán ra rất là nhiều, bán ra 14 tỷ mua vào 6 tỷ, trên lệch mua bán đâu đó là khoảng khoảng 8 tỷ là cũng khá nhiều. Trong nước thì mua chủ động nhiều hơn một chút so với bán ra. Tuy nhiên là cái phần nền nó vượt ra khỏi cái nền giá này, tín hiệu nó cũng khá mạnh. Thì các bạn riêng cái VHC này thì cái cung cầu như thế này thì chưa thực sự là ổn lắm. Các bạn tranh thủ canh thử thôi. Chứ VHC so với cái tín hiệu VP Bank thì mình thấy rằng là VP Bank có vẻ ổn hơn. Nhưng mà là VHC nó cũng cũng nó cũng được, các bạn canh thử buổi chiều xem thử cung cầu nó có đảo hay không ha. VHC như thế này là các bạn phải phải canh một chút VHC là coi thử cung cầu nó có ổn hay không ha. Khi mà nước ngoài người ta đảo chiều, người ta mua nhiều hơn bán là thì mình thấy tín hiệu nó sẽ tốt hơn. VCA thì mình bỏ qua ha. TCM, TCM thì để mình xíu nữa mình sẽ quay lại xem thử coi SG chính những cổ phiếu này hay lạ. RE hôm qua thì mình có làm cảnh báo rồi. Đi vào vùng vùng bán mua, mức độ tăng 0.71 như thế này thì đối phiên này thì nó không phải là mạnh ha. NT2 tăng 2 chấm mấy nè. Nam Long, Nam Long mình review cũng nhiều rồi, tăng cũng khá tốt.
MLS giao dịch thấp lắm, có 5.000 mấy cổ phiếu một phiên thôi. Các bạn tạm thời là các bạn gần gần ngó những cái cổ phiếu mà thanh khoản nó thấp như thế này. KGF chỉ có 6.700 một phiên thôi, cũng hơi ít ha. Cái KGH hình như là KGH vừa rồi thì mình review, hình như nước ngoài đang bán ra rất là nhiều. KGH cây này là cũng cũng là cây brick này. KGH hôm nay giao dịch của nước ngoài thì thực ra trên lệch đâu đó chưa tới 1 tỷ, không nhiều, trong nước mua chủ động nhiều hơn gấp đôi so với bán ra. Cái KGH này nó cũng đáng chú ý nè ha. Các bạn ngon ngó thêm cái phiên chiều xem thử coi cái nền giá vừa rồi của KGH nó bật lên cái cây brick như vậy thì cũng khá ổn rồi. Rồi chúng ta sẽ ngó thêm một chút nè, xem thử là còn có cái cổ phiếu nào nổi bật nữa không. IMB thì khá mạnh rồi ha, IMB riêng cái trường hợp này nó khá mạnh rồi, cây brick rất là tốt. Nhưng mà vừa rồi là nó đã tăng liên tục rồi, nó tăng khá nhiều phiên rồi. Trên KGH này bây giờ các bạn vào thì nó hơi nguy hiểm một chút. Cái HDG thì cũng đã tăng mấy phiên rồi. Hôm nay 1.3 mấy, cái HDG này cũng khá ổn á. Mình thấy rằng rằng tín hiệu của HDG cũng khá ổn. Sáng nay mình cũng đang canh mua cái HDG này, nhưng mà mình mua khối lượng ít thôi để mình theo dõi. BCE, ASB, ABS khối lượng rất là thấp. BID tín hiệu hôm nay 1.7. BID tín hiệu là có vẻ cũng ổn rồi. Chúng ta sẽ coi thử xem cái mã BID nó như thế nào. BID hôm nay thì nó tăng 1.7, giai đoạn cao nhất nó là 39.25, cái điểm như này nó cũng cao. Nhưng mà hiện nay nó vẫn đang nằm ở trong cái vùng nền giá thôi. Cái BID như thế này, tín hiệu này thì hơi khó vào. Khối lượng hôm nay nó cũng 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 tương đối ổn. Phiên sáng mà nó đã gần bằng trung bình 10 phiên rồi. Như vậy cái BID này, cái tín hiệu như thế này nó đạt cái tín hiệu mua sớm rồi đó. Các bạn tranh thủ chú ý cái BID một chút ha. Cái tín hiệu này là cũng tương đối ổn, cái tín hiệu này mua sớm gần. Hình như sáng nay mình có coi cái CTG này. CTG hình như có tín hiệu nó tăng cũng nổi bật. CTG tín hiệu này rất là tốt ha, các bạn có thể tranh thủ vào cái tín hiệu CTG cũng được. Nó đã có cái break cả về khối lượng và giá rồi ha, khối lượng gấp đôi rồi. Người ta mua chủ động rất là nhiều, CTG đáng để chúng ta vào đó ha. Tín hiệu mạnh hơn hẳn so với BIDV. Các bạn nên lưu ý một chút mấy cái mã này ha. Còn hôm qua thì mình có review cho các bạn, mình nhìn lại một chút là ngày hôm qua thì mình có review mấy cái mã này ha, thì chúng ta xem thử nè. BHR sáng nay là tăng khá tốt nè, Hago thì cũng tăng rồi ha, WinS cũng tăng khá tốt rồi ha, KDC thì tăng khá mạnh rồi, BMB hình như sáng nay tăng cũng ổn. Để mình vào mình xem một một chút đây. BMB hôm nay tăng như thế này là cũng ổn các bạn. Sau khi cái cây brick này ha, và nó có thêm một cái cây brick nữa, cộng thêm sáng nay cái tình hình nó vẫn xanh như thế này cũng ổn. Hiện nay mình cũng đang canh mua một ít cái BMB để mình theo dõi tiếp ha. Rồi cái ACB mình xem thử ACB như thế nào. ACB hôm nay như giá thì nó đi ngang, giá nó đi ngang tín hiệu mua bán. Cung cầu hiện nay cung cầu nó cũng khá tốt, ACB trạng thái này chúng ta mua mua vào vẫn được ha. Mấy mấy cái mã này thì mình nghĩ rằng cũng khá ổn đây. Mình sẽ tiếp tục mình nốt ở đây để các bạn xem, các bạn theo theo dõi thêm là chúng ta có nên mua ở mã nào không. Phiên này thì tốt nhất là các bạn, bởi vì là mình review cuối phiên sáng rồi thì cái buổi chiều các bạn canh tầm 1 rưỡi 2 giờ gì đó ha. Thời điểm này mình nghĩ giá nó sẽ phù hợp, nó bình ổn hơn. Thì lúc đó là chúng ta canh thử những trong những cái con này, cái cổ phiếu nào nó có tín hiệu thực sự mạnh thì chúng ta vào, đặc biệt là cái trạng thái cung cầu là ổn thì chúng ta vào. Những cái con mà mình đánh giá ví dụ như mạnh là chiều nay đến tầm 2 giờ mà nó vẫn còn xanh đâu đó khoảng 2,5% là cái tín hiệu rất là ok ha. Các bạn tranh thủ, các bạn vào trong trong những cái mã này cũng được. Phiên cuối tuần diễn biến như thế này thì mình thấy rằng là khá ổn, nó cũng rõ ràng hơn so với nhiều phiên cuối tuần trong thời gian vừa qua. Thì đây là lần đầu tiên mình làm cái clip ở giữa phiên như thế này, bởi vì bình thường thì công việc ở cơ quan mình không cho phép mình review buổi trưa.
À, hôm nay thì mình được nghỉ thì mình review buổi trưa như thế này để giúp cho các bạn mới lần đầu tiên tham gia vào cái thị trường ấy, hoặc là mới mới chơi chứng khoán thì các bạn biết cái cách mà mình hay mình hay quan sát và mình hay canh cái cổ phiếu nó như thế nào ha. Thì những cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn sử dụng cái phần mềm phải này ha. Ngoài ra nếu như mà chúng ta nếu như các bạn theo dõi cái kênh kênh mình thường xuyên á, thì ví dụ như buổi tối mình hay review các cái mã đó. Ví dụ như giống như tối hôm qua mình có làm mình review những cái mã này nè, thì các bạn sẽ tranh thủ là trong ngày đó các bạn cứ canh những cái mã mà mình đã review. Bởi vì khi mà mình review dựa trên tín hiệu phần mềm, mình soi buổi tối mình soi khá kỹ, mình soi cả dữ liệu 25 phiên, soi dữ liệu giá diễn biến khối lượng này nọ trong vòng 10 phiên nữa ha, xu hướng nước ngoài bán ra bán vào như thế nào thì mình mới đưa ra cái nhận định trên những cái cổ phiếu mạnh. Thì các bạn tranh thủ quan sát những cái cổ phiếu này là chính, xem thử là trong cái trong trong cái phiên của cái phiên đang giao dịch thì cái tín hiệu nào mạnh hơn thì chúng ta sẽ vào cái cổ phiếu đó. Ngoài ra là có những cái cổ phiếu mà buổi tối nó chưa bứt phá, thì trong phiên nó nếu như cái diễn biến nó tốt thì nó sẽ nổi bật lên, giống như những cái cổ phiếu mình vừa review ở đây ha. Cái CTG tín hiệu này này khá mạnh, mình đánh dấu sao luôn cho các bạn, để các bạn lưu ý vậy ha. Thì các bạn canh như vậy thì sẽ tìm được cái tín hiệu cổ phiếu nó tốt. Còn chúng ta vào trong phiên đó, thì những cổ phiếu mà tăng mạnh quá, tăng 3-4-5% rồi thì chúng ta vào cẩn thận, vì lúc đó chúng ta phân bổ lệnh ra ở vài ở nhiều 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 cái lệnh, buổi sáng ít, buổi trưa buổi chiều cũng ít này nọ ha. Thì lúc đó là để chúng ta mua được cái mức giá nó phù hợp hơn. Với cái diễn biến chung của thị trường như thế này thì mình thấy rằng là cái phiên hôm nay khá ổn. Và chúng ta quan sát những cái mã mà hiện nay đang nổi bật lên ở trên này á, thì có thể là toàn là những mã nó khá vững nè, nó chắc là nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái tin tức cuối tuần ha. Phần lớn những cái mã này mình thấy là cũng khá ổn, lọc trời là cũng lúa gạo này. À, lọc trời mình chưa nói, để mình sẽ kiểm tra lại một chút ha. Cái LTG thì hôm bữa mình review rồi ha, nhưng phiên hôm nay nó diễn biến nó cũng chưa thực sự mạnh, cho nên là cái này mình sẽ bỏ ra ha, mình bỏ ra một chút. Tất nhiên là trạng thái này vẫn ổn chứ chưa có vấn đề gì, tuy nhiên là cái diễn biến hôm nay nó không mạnh bằng 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 mấy cái cổ phiếu này ha, cho nên là chúng ta sẽ tập trung chú ý nhiều cái mã này hơn. Cuối cùng thì hôm nay mình làm cái clip ngắn ngắn một chút để mình trình bày cho các bạn cái cách mà chúng ta vào trên trên thị trường như thế nào, khi mà nó giao dịch giữa phiên. Các bạn vào kênh thì nếu như tham gia kênh YouTube mình thì hãy subscribe kênh ủng hộ mình, và thường xuyên xem các cái clip mình nhận định, để có cái thông tin tham khảo cho các bạn trong mặt tín hiệu. Mình phân tích những cái clip như thế này là toàn bộ là chủ yếu là dựa trên tín hiệu T cộng. Các phương pháp luận thì phương pháp luận các bạn biết rồi, cung cầu và các tiêu chí kỹ thuật của Mark-Manavini, phần lớn là mình áp dụng theo phương pháp này. Cái tín hiệu này cũng khá ổn ha. Hôm nay ở trong nhóm thì cũng 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 cũng, cũng có nhiều bạn có những cái kết quả rất rất là tốt ở trên này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.